Chào mừng các bạn quay trở lại với cả Mirama FPP và round thi đấu cuối cùng của PMCO 2019. Đây rồi, cuối cùng thì cũng có một cái đường bay mà nó hơi xấu hơn một chút so với cả những cái round thi đấu trước. Nhưng mà cũng hy vọng là cái vòng bo nó sẽ tương tự để chúng ta chứng kiến những cái màn thi đấu nó rực lửa hơn. Các team họ sẽ có cái sức ép của cái vòng bo di chuyển vào cùng với nhau nhiều hơn để thực hiện những cái màn combat giao tranh với nhau. Nó sẽ hay hơn là việc các team họ tiếp tục giữ vị trí và chơi một cách nó rất là kỷ luật chiến thuật. Đây là một cái vòng bo, đây là một cái đường bay mà có thể nói là nó hơi hướng từ hướng 11 giờ đâm thẳng xuống góc 6 giờ. Nó đi qua những địa điểm như là El Pozo, Pecado, Pau Grid, Montenovo, Chumacera và thậm chí là Los Higos, những cái địa điểm mà nó có thể nói là rất là hot. Ngoài ra thì Los Leones cũng là một cái địa điểm mà các team họ có thể với tới được. Với đường bay này thì có thể nói là chỉ gọi là hơi xấu thôi, chứ nó cũng không đến nỗi xấu quá, bởi vì rõ ràng là nó cũng đi qua rất nhiều những cái địa điểm mà hot và có nhiều đồ. Có lẽ là chúng ta phải chờ đợi ở cái vòng bo thôi. Ôi, phần thân luôn anh ạ. Không, đấy là hai thành viên có bộ trang bị giống nhau. Và đó là một tình huống mà các thành viên team số 10 họ lựa chọn khu vực này. Trông có vẻ như sẽ có một tình huống giao tranh rồi. Đây rồi, có vẻ sẽ hấp dẫn đây khi mà đấu trường Pecado đã nghe thấy tiếng súng rồi. Chim cút, anh ta bị cấu một chút máu. Cần phải di chuyển ngay để có thể kiếm cho mình những món trang bị. Có giáp rồi. Okay, ngay lập tức đã có cho mình được một khẩu Thompson. Nào, lấy thêm được khẩu mini. Bây giờ sẽ làm gì trong tình huống này đây? Có đẩy ra đến từ vị trí của GE. Tiếng súng là rất nhiều, có nhắm bắn. Xong, GE xử lý quá gọn ghẽ thực sự. Các thành viên của Box Gaming nó vẫn là một sự đẳng cấp. Tuy nhiên là Loki đang bị thương rồi và tiếp theo đó chính là Kin. Xử lý quá nhanh đối phương, GE làm đôi mạng rồi. Hoop Warrior đang thực sự gặp khó rồi. Đó, một cái pha mà có vẻ như là bên phía team Hoop Warrior họ đang muốn cống hiến cho khán giả những cái màn giao tranh tổng lực khi mà nhảy luôn ở khu vực Pecado, nhưng gặp phải các thành viên của Box Gaming thì cũng thực sự là hơi đen này cho họ. Chính xác, một cái tình huống mà các thành viên team Box họ giao tranh quá sớm. Tuy nhiên là họ vẫn cứu được cho mình Loki. Và bây giờ thì họ phát hiện được ra thêm một team nữa ở khu vực này rồi. GE thì đã rất sẵn sàng để có thể lấy mạng bất kỳ ai, thậm chí có sử dụng cả nỏ luôn. Pecado đang hot hơn bao giờ hết. Một tình huống mà có vẻ như là Chim Cút anh đã lấy được cho mình khẩu súng ưa thích rồi. Đó là Scar. Có mũ giáp rồi. Các thành viên team số 8 thì sao? Các team số 8 cũng có mặt ở quanh đây luôn. Team số 5, team số 8 và cả team Box Gaming. Và các team vẫn đang lườm nhau rất là rát. Box Gaming thì họ đang là những người mà sở hữu một cái lượng trang bị mà em nghĩ là tốt nhất. Khi mà vừa vào một cái thì GE cũng đã gạt dò được hai người. Chính xác, thậm chí là Luis còn đã có cho mình đó là mũ 3 và giáp 2. Một lượng trang bị rất tốt để có thể giao tranh. Trong khi đó thì ở những khu vực khác, các thành viên của team số 12 thì lựa chọn cho mình đó lối chơi là đi lút dạo. Thực ra Graveyard này thì cũng đánh giá là một vị trí lút dạo thôi mà, bởi vì đồ đạc trong này nó không quá nhiều. Và chưa kể là lút ở khu vực này rất mất thời gian. Rồi, vẫn tiếp tục là Pegado, chưa bao giờ hết hot đến từ khu vực này. Có ý định đẩy ra từ Loki chăng? Luis vẫn đang có những tình huống pre-fire và quả nết rất tốt tới từ Luis, hạ gục đối phương luôn. Ép sang và sẽ lấy mạng của Làm Ruộng. 3 kill dành cho Box Gaming sớm chăng? Rồi, nhìn thậm chí là còn nhìn thấy cả Làm Ruộng ở góc này đến từ chữ Loki. Và có vẻ như tàn sát đã hạ gục được GE rồi. Thì đấy là một pha mà thi đấu hơi chủ quan tới từ GE. Ở đây có khá nhiều người và các thành viên của bên phía team Box họ đã nhận ra điều này rồi. Rồi, một cái tình huống mà các thành viên của team Box họ va chạm trực tiếp với các thành viên team Gào. Tuy nhiên GE vẫn đang an toàn, vẫn GE bị nốc nhưng mà vẫn ở một cái vị trí an toàn và có thể cứu được. Bây giờ thì Gào họ chỉ còn một người thôi. Khả năng cao thì các thành viên team số 10 của chúng ta sẽ hạ gục được các thành viên của team số 8. Thi đấu nó thực sự là hiệu quả. Nói chung cũng không biết nói câu gì nữa hơn. Rồi và bây giờ thì sao? Các thành viên team số 7 có lẽ sẽ là chỉ đi lút dạo thôi. Game đấu này là game đấu quyết định rồi. Tất cả các team có khả năng đạt được cho mình top 1 và đến được với top 5 trong bảng tổng xếp hạng thì họ thường lựa chọn cho mình đó là một lối chơi. Quyết định là đi lút dạo để cố gắng giữ được cho mình một cái điểm số cao nhất trong round đấu này.
có vẻ như là các thành viên của bên phía Team Wolf Warrior thì họ cũng đã bỏ ra khỏi những cái cuộc giao tranh. Bây giờ thì họ sẽ bình tĩnh lại và thi đấu một cách nó cẩn trọng thôi. Một cái vòng bo bắt đầu lệch ra rồi và có khoảng độ 40% không 30% là nước. Chính xác, và với cái vòng chưa kể là với cái vị trí như này thì cái đường đi nó sẽ rất là xấu. Chúng ta thấy là khu bên tay phải của Los Leones đều là những cái đồi núi nó rất là chập trùng, rất là khó đi. Và những cái vị trí như vậy thì hoàn toàn không thể nào mà đi xe được. Bắt buộc là các player họ phải di chuyển bằng chân. Và di chuyển như thế thì nó sẽ nảy sinh ra một cái vấn đề, nó sẽ phải là giao tranh trong những cái vòng bo cuối. Không còn những cái gọi là bảo vệ bằng ô tô, những bức tường bằng ô tô nữa rồi, mà lúc đấy là phải giao tranh trực tiếp. Có vẻ như là sau cái giai đoạn đầu nó rất là máu lửa thì các team họ lại chơi chậm lại rồi. Vẫn chưa một team nào bị loại bỏ hoàn toàn đâu nhá. Chính xác, họ bắt đầu chơi gọi là kỷ luật hơn rồi. Hạn chế những cái tình huống mất người. Có lẽ là cái tình huống mà lúc nãy mà box họ va nhau với các thành viên của Up Warrior chỉ là một cái tình huống mà cả hai team họ đều muốn xuống một cái vị trí đẹp thôi. Và bây giờ thì cả hai team họ bắt đầu tản ra rồi. Ở đâu đó thì Targaryen vẫn đã sở hữu được cho mình những cái scope nó rất là đáng sợ, X6. Khá thoải mái để có thi đấu ở trong map Miramar. X6 thực ra là một cái scope mà cực kỳ cần thiết. Chính xác, và họ với cái scope này thì nó hoàn toàn có thể kéo với X3 nếu như mà muốn giao tranh ở cận chiến. Một cái scope mà được đánh giá là hoàn hảo trong cái map đấu PUBG Mobile này. Đặc biệt là hợp với khẩu M4. Thường thì các player họ sẽ gắn X6 và M4. Khi mà cần táp xa thì họ zoom vào full X6 lên. Khi cần thì họ kéo ra thành X3 và họ vẫn có thể sấy được bình thường. Chính xác, một cái lợi thế rất là lớn đến từ cái scope này. Và thậm chí các thành viên của team số 6 họ đang ở khu vực này và không có ai xung quanh. Một vị trí có thể nói là khá là an toàn. Một vị trí khá là an toàn. Rồi, có cả mũ 3 dành cho vị trí của Momo. Quay trở lại với cả team số 2 của chúng ta, BAT, họ cũng đã có được cho mình một cái lượng trang bị khá khá rồi. Nhìn qua ở đây thì nhận thấy là có cả K98, một mạ vàng dành cho Bin. Nhưng mà chưa có scope. Điều Bin cần bây giờ đó chính là scope. Một cái X8 thì sao, thậm chí là đến AK cũng chưa có cho mình một cái red dot hay một cái holo. AK ở trong PUBG Mobile người ta có thì chấp nhận bản tâm rồi, nhưng K98 thì thôi. Đúng, quá khó. Có lẽ là cần một tình huống di chuyển rộng hơn để kiếm đồ đến từ các thành viên của team BAT. Rồi, các thành viên team số 6 ở đây thì sao? Có lẽ họ sẽ chỉ lút dạo thôi. Thật ra đây là một cái tình huống mà họ di chuyển lút ở trong thành phố nhưng mà nó rộng quá. Thực sự đây là một cái thành phố rất là rộng. El Aza sẽ tốn khá thời gian để có thể lút hết khu vực này. BZ với những người đồng đội của mình thì bắt đầu lên xe và di chuyển rồi. Có vẻ như là họ sẽ tận dụng cái cung đường này, và trong giai đoạn đầu game chưa có nhiều tình huống giao tranh hay là kem đường thì họ quyết định sẽ là đi luôn. Có lẽ sẽ là đâm sâu vào bên trong vòng bo. Em nghĩ đấy sẽ là sự lựa chọn hợp lý. Với cái vòng bo mà nó cũng không quá đẹp như này thì anh nghĩ là di chuyển sớm cũng là một cái quyết định khá là đứng đắn. Và có Rosa cùng với Giảm Thanh ở airdrop số 1 của chúng ta. Không biết là liệu team số 12 họ có di chuyển ra để lấy cái thính này hay không. Full 3, và đặc biệt là có Groza rất thuận lợi cho họ để cận chiến. Đây là một team mà ưa thích cái phong cách đấy là cận chiến. Chính xác rồi, và họ đã nhìn thấy thính rồi. Họ đang muốn check xem là xung quanh đây có ai hay không. Rất may mắn cho họ là khu vực này clear, và họ sẽ sở hữu trọn bộ khu vực thính này thôi. Trong khi đó các thành viên team số 15 không có vẻ như là chúng ta sắp được chứng kiến một cuộc giao tranh rồi. Bên trong cái khu vực nhà kho này có vẻ như là chúng ta sắp sửa được chứng kiến một cuộc giao tranh giữa team số 8 và team số 15. Nhưng mà số 8 thì còn duy nhất một người thôi. Nó có vẻ khá khó khăn rồi. Liệu Seven anh ta có thể giải quyết được bài toán khó hay không? Khi mà xung quanh anh đấy là rất nhiều thành viên của đối phương. Nhưng mà có vẻ như Sven anh đã phát hiện được ra rồi. Có vẻ như là đã nghe thấy cái tiếng gì đấy. Đã có một tình huống mà rời nhà và bắt đầu bật scope lên để check. Có vẻ như là một tình huống đổ bộ đến từ các thành viên team số 15 đã lộ ra quá nhiều footstep. Cũng như là tiếng xe. Cần phải cẩn thận hơn.
vẫn chưa phát hiện ra được Seven ở đâu cả. Ông Phúc cùng những người đồng đội của mình vẫn đang cặm cụi để lút nốt những món đồ còn thiếu. Vâng, liệu đây có là một cái pha mà Seven anh ta thành công cho việc trốn thoát không nhỉ? Không, anh nghĩ là một là cân 4, hai là ra đi thôi. Rất khó để có thể chạy thoát tình huống này. Và Lộc là người thi đấu xuất sắc hơn. Đó là một cái tình huống mà sau khi nhảy ra ngoài cửa sổ, anh ý đã để ý và check các góc rất là cẩn thận. Và như vậy là Gao Team đã phải rời cuộc chơi rồi, rất đáng tiếc cho họ. Đây là một trong những cái trận đấu mà họ bị mất người quá sớm, chỉ còn lại 58 player và 15 team sau khoảng độ hơn 10 phút thi đấu. Rồi, các thành viên team số 9 thì sao? Mặc dù là phải lái xe góc nhìn thứ nhất nhưng mà các team họ cũng không ngại ngần có những cái pha di chuyển lên cao nhà để lấy tầm nhìn. Ở góc nhìn thứ nhất thì rõ ràng là cái việc lấy tầm nhìn nó cũng là một trong những yếu tố nó khá là quan trọng. Chính xác, bởi vì anh không thể dựa vào những cái vật cản để anh che thân sau đó thì nhìn đối phương nữa. Bây giờ bắt buộc là anh phải lựa chọn những cái vị trí mà nó thực sự thuận lợi. Nếu như đã muốn tấn công thì phải chấp nhận việc là đối phương cũng có thể tấn công mình. Còn nếu như mà đã phòng ngự rồi thì sẽ không có thông tin luôn. Đúng, chính xác. Và một khi mà đã lựa chọn cho mình lối chơi phòng ngự thì sẽ rất là bị động. Và chúng ta thấy rằng các thành viên team số 2 sau khi mà đi ô tô ngang qua bị team 11 bắn vào, họ quay lại và giao tranh luôn. Một game đấu rất cởi mở, nhưng ở đâu đó thì Ken đã bị knock với một tình huống mà đi xe. Liệu rằng các thành viên của bên phía team BAT, team số 2 của chúng ta có tấn công vào hay không đây? Amix thì họ cũng đang phòng ngự rất là chặt chẽ. Có vẻ như là một tình huống mà quyết định là khô máu đến từ cả hai team này rồi. Rất nhiều khói được ném ra, đồng nghĩa với việc báo hiệu rằng mình đang ở đây. Amix họ bị sấy vào, vẫn chưa ai phải nằm xuống cả. BAT cho thấy cái kỹ năng sử dụng súng rất là tốt của mình. Và ngay lập tức thì BAT cũng đã bỏ đi luôn. Thấy có vẻ khó quá là ngay lập tức di chuyển đi, và Amix cũng vậy luôn. Có vẻ như là đây là những cái quyết định mà anh nghĩ là đứng đắn, khi mà rõ ràng là mới chỉ có 12 phút trôi qua, vẫn còn đến tận 15 team và 58 player. Khô máu ở cái thời điểm này không phải là một quyết định đứng đắn. Thời điểm này là cái thời điểm mà các team họ đang giữ người rồi. Nghĩa là họ đang muốn giữ người rồi. Có lẽ chúng ta phải chờ đợi ở những cái vòng bo phase thứ 3, phase thứ 4. Thường thì trong khoảng độ 13, 14 phút thi đấu đầu tiên, các player họ sẽ tránh giao tranh một cách tối đa và cố gắng đi tìm đường vào bên trong bo. Và chúng ta nhìn thấy lại tiếp tục một cái bo nữa. Cái phần diện tích về biển nó đã bắt đầu tăng lên rồi khoảng 40%. Và đây sẽ là một cuộc cạnh tranh khốc liệt ở những khu vực như là Impala hay là Los Leones, thậm chí La Bendita hoặc là Puerto Paraiso. Và liệu cái game đấu này có một cú mà vòng bo ra cái đảo bé thì sao nhỉ? Thì đấy sẽ là một game đấu cực kỳ hấp dẫn. Chúng ta sẽ được xem chứng kiến những cái màn gọi là đua thuyền bắn súng, chứ không phải là đua xe bắn súng đơn thuần nữa. Đua xe bắn súng thì mình thấy nhiều rồi, chứ đua thuyền bắn súng thì là hơi khó. Và chúng ta hãy cùng chờ xem liệu đây có xảy ra hay không. Vẫn dân đang chờ đợi ở cái vòng bo ở phase thứ 3. Rồi, các thành viên team số 15 có một tình huống đẩy lên. Nổ súng ra rồi. Rất nhạy cảm tới từ Loki với những cái pha xử lý, và anh ta lại tiếp tục hạ gục được Phúc rồi. Thi đấu cực kỳ tuyệt vời tới từ các thành viên của team số 10. Rồi, có một cú đổ bộ đến từ các thành viên của team số 15 chăng? Nói như nào nhỉ? Tức là kỹ năng cá nhân nó bị vượt trội quá. Loki tiếp tục lao vào bên trong với sử dụng X3 rất thành thục, rút UMP và Red Dot của mình ra. Hạ gục tiếp được một người nữa, một thi đấu cực cay tới từ Loki. Và Loki quyết định đẩy vào. Có vẻ như là vẫn chưa mất ai cả, team số 10 họ quyết định sẽ đẩy vào thôi. Cờ E với vai trò bắn tỉa bên ngoài, Louis tiếp tục hạ gục được một người của bên phía team DZ. Và bây giờ các thành viên của team DZ họ chỉ còn duy nhất là Marine thôi. Và Marine cũng đang phải hồi sức cấp cứu ngay lập tức. Rồi, và bóng. Không, em nghĩ không sớm thì muộn, Marine cũng sẽ nằm lại dưới họng súng của các thành viên bên phía team số 10 thôi. Và thậm chí là bây giờ các thành viên team Box họ đang có ý định là bao vây toàn bộ khu vực này. Quá khó để di chuyển ra, phát hiện ra được Marine rồi. GE anh ta đã kê sẵn và tôi tin rằng đây sẽ là 7 kill và đó là 9 kill cho các thành viên của Box. Team số 10 của chúng ta. Có vẻ như là góc nhìn thứ nhất chính là cái tay phải của các thành viên của team Box Gaming rồi. Đúng như những gì Loki chia sẻ, góc nhìn thứ nhất mới là sở trường của bọn em.
nhưng mà em vẫn giành được đến 3 cái top 1 của góc nhìn thứ 3. Thì cũng không hiểu vì sao lại như thế luôn. Hay là em thì thuận hai tay nhỉ? Có vẻ như là một tình huống mà Loki cùng người đồng đội của mình thuận cả hai tay. Groza cùng với Trích Phát và Phun Ba ở Airdrop thứ 3 giữa con đường men biển luôn. Có lẽ là cái Airdrop này rất hợp với các team mà đang có ý định di chuyển ra đảo nhỏ. Họ đang đi men men vùng biển này để có thể kiếm thuyền. Rất là an toàn. Nếu như mà có team nào mà phát hiện ra cái thính này di chuyển ra thì em nghĩ là cực kỳ an toàn. Thật ra anh nghĩ game đấu này mà họ kiếm thuyền xong rồi di chuyển sang đảo nhỏ cũng là một cái kế khá là hay. Nếu như vòng bo nó có di chuyển vào đất liền thì hoàn toàn có một cái pha mà có thể đứng đợi trên thuyền. Và sau khi mà các team ở trong đất liền họ bắn nhau thì mình bắt đầu đi vào. Cũng là một cái kế hoạch khá là hay. Tức bởi là cứ ra đảo trốn, nếu mà bo ra ngoài đảo thì càng tốt, còn không thì mình lại quay về đợi các team ở bên trong họ xử lý lẫn nhau hết rồi. Thì mình quay trở về và gặt hái thành quả thôi. Bởi vì cái map đấu Myanmar này thì nó lại khác biệt với Erega một chút, là cái đường ven biển ở đây nó lại có một cái khu vực núi để nó bảo vệ. Chính vì vậy mà các team họ lại rất là hay tự tin với kiểu là đứng ở mép núi và họ không bao giờ họ check ra hướng biển. Đấy là một cái mà sai lầm nó khá là chết người khi mà thi đấu ở cái map này. Chính vì vậy mà bây giờ lựa chọn cho mình đó là ra đảo nhỏ hoặc là ra thuyền đi ra biển cũng là một cái anh nghĩ rằng là quyết định chấp nhận được. Team số 9 là chúng ta vẫn còn giữ được nguyên 4 thành viên. Có vẻ như là các team họ đang phân bố nhau khá là hợp lý ở trong cái vòng bo trắng. Rồi bây giờ thì các thành viên team số 10 họ mới bắt đầu di chuyển vào vòng bo, chấp nhận bị mất máu khoảng thời gian này. Nhưng mà họ sẽ có một cái đường đi an toàn hơn. Quan trọng là họ đã có cho mình 9 kill, đồng nghĩa với việc là họ sẽ có lượng trang bị của hai team nữa. Rất nhiều máu và nước, em nghĩ là họ sẽ chấp nhận việc này được. Quét bo vào muộn và tạo cho mình một cái tâm thế an toàn hơn. Chính xác rồi, và với cái di chuyển như vậy thì họ đang vẫn rất chai hát để có thể có cho mình đó là một cái top 1. Ở khu vực này thì sao? Các thành viên team số 12 có vẻ như họ đã phát hiện ra đối phương nhưng mà chưa có ý định đẩy vào. Ở khu vực này các thành viên team số 9 và team số 16. Team số 16 thì có vẻ như là họ vẫn chưa phát hiện ra điều gì bởi vì họ đang phải di chuyển qua khu vực núi. Nó quá cao và hiểm trở. Không, với một cái địa hình như thế này thì thật ra ở góc nhìn thứ nhất em nghĩ là nếu mà lên được trên đỉnh của cái núi này rồi thì chúng ta khỏi cần phải bắn nữa. Chính xác, cứ tiếp nằm im thôi. Tiếp tục và chờ đợi thôi. Cứ nằm im và chờ thời thôi. Fortin thì theo anh bây giờ cách họ chơi sẽ là như thế nào? Em thì em nghĩ là team số 9 này vẫn sẽ bám trụ ở Impala thôi. Không di chuyển, không các team mà đang ở những cái thành phố lớn và đặc biệt ở trong bo rồi. Thì họ sẽ không di chuyển. Thế là với cái việc mà vẫn còn đến tận 14 team mà cái số điểm từ cái vị trí top 10 đến vị trí top 4 đi, nó đã rất là khác biệt nhau rồi, thì anh nghĩ là các team nào mà họ đang có cơ hội ở trong trung tâm vòng bo thì họ cũng không nên di chuyển quá nhiều. Và thậm chí là họ còn nên chọn cho mình những khu vực nhà mà nó cũng gần gần khu trung tâm để có thể gọi là, có thể nói là như cái tình, những cái tình huống cuối cùng của game đấu thứ 5. Chúng ta thấy là họ, các cả 3 team họ đều lựa chọn cho mình là trốn trong nhà và nhất định không di chuyển ra cho đến khi vòng bo cuối cùng thu vào. Vẫn đang là những tình huống gọi là rình rập tới từ các thành viên team số 9. Vẫn chưa có gì xảy ra cả. FFQ vẫn nhà vô địch của round đầu thứ 5 thì họ đang ở giữa đồng không mông quạnh thôi. Bắt đầu với tình huống xấy xe xuống và tốc độ của chiếc xe rất cao, không biết là có hạ gục được ai hay không, thậm chí còn chưa trúng viên nào thì phải. Quyết định đã giảm rất loạn, hình như là chính xác rồi, và đó là một pha hạ gục đối phương khoảng cách rất xa. Chúng không ta... biết là anh ta làm như thế nào nữa, nhưng mà đã có một tình huống nốc. Chúng ta có thể thấy là Hùng Kiều có một cái pha mà đổi súng ra một cái X6 bắn vào khẩu Scar mình. Đối phương thậm chí là còn khuất tầm mắt rồi nhưng vẫn nốc được đối phương. Bắn rất tốt, bắn rất kinh nghiệm đến từ thành viên của team FFQ. Đó mà có lẽ bây giờ thì sẽ đẩy ra để cố gắng kiếm một điểm cho team mình thôi. Quay trở lại với cả team số 16 của chúng ta thì lựa chọn được một cái vách núi 4.000. Nó rất là an toàn, gần như phía sau lưng họ thì sẽ không có đội nào cả. Rồi, có đang có tiếp xúc khu vực này. Các thành viên team số 1, họ không ngại ngần giao tranh. Nhưng mà họ đang là những người bị thiệt thòi hơn bởi vì họ đang ở ngoài vòng bo. Và với cái vòng bo mới này,
thì có vẻ như là cái chiến thuật mà ra đảo nhỏ của anh em mình nó vẫn là khá là ok. Đúng rồi, chính xác. Tầm này đợi khi nào mà co vòng bo vào thì mình làm cái thuyền nhẹ đi vào trong. Đúng. Và đợi bo tiếp theo rồi mình sẽ chọn hướng để đỗ. Và nói thế thôi, các team họ bắn thì cũng rất là rát. Thì quay trở lại với cả team số 1 và team số 4 đi. Vẫn đang vượt nhau, rất khó chịu. The Mask anh ta hạ gục được Verus. Và có vẻ như các thành viên của bên phía team FFQ họ sẽ đẩy lên thôi. Bucky tiếp tục đấm vào mũ Fury. Liên tiếp là những pha sấy chính xác. Và các thành viên của bên phía team FFQ họ đã gục được 3 người rồi. Tiếp tục sẽ là người thứ tư chẳng. Chính xác, và đây sẽ là một tình huống lấy chọn cho mình 4 điểm. Cùng với rất rất nhiều trang bị của team Chicken Squad. FFQ có một cái tình huống mà họ hạ gục toàn bộ đối phương nhưng mà chỉ là Bucky bị knock thôi. Và có lẽ là với một cái tình huống mà lần đầu bị knock như này thì các thành viên FFQ họ cũng không quá đáng ngại trong cái pha đó. Ở đâu đó thì răng xuống có một tình huống knock được YZ rồi. Và Amix đang có một cú trả thù. Harmony bắn tốt trong cái tình huống này và răng xuống cũng đã bị knock. Rất cẩn thận đến từ vị trí của Big Dash. Cứ mỗi bước chân bây giờ ở trong căn nhà thôi cũng phải pre-fire. Nào Amix họ có quyết định công ra hay không đây? Amix đang có một khu vực nhà 3 tầng đủ tầm nhìn ra xung quanh. Tuy nhiên nếu như mà cứ tiếp tục ở đây thì họ sẽ không thể nào mà có thể truy đuổi được kẻ thù. Và cứ thế thôi, đối phương cứ sẽ tự cứu nhau và họ có thể di chuyển về được. Phút thứ 21, 22 của trận đấu rồi. Phase thứ 3 và chúng ta còn 13 team gồm 49 player. Trận đấu vẫn đang diễn ra với những cái pha giao tranh nhóm nhỏ ở những cái khu vực địa bàn khác nhau. Và thể hiện rõ là việc các team họ thi đấu rất là chiến thuật. Họ tách nhau ra và phân phối cái bản đồ này rất tốt. Rồi các thành viên team Fuji có sấy xe đến từ vị trí của iBoy. Chopper lại lần nữa bắn tốt rồi. Nhưng mà Phi không để lỡ cái tình huống đấy. Không bao giờ để cho người đồng đội của mình hy sinh một cách vô ích. Và sẽ có giao tranh giữa team số 1 và team số 2 ngay đây thôi. Những quả smoke, những quả nade đã được chuẩn bị sẵn sàng trên người của Bin. Có vẻ như đây sẽ là một pha giao tranh tầm gần. Boy anh ta đã được cứu rồi. Giữ nguyên 4 thành viên. BAT đang là đội mà có được thứ hạng là thứ 3 trên bảng tổng sắp đúng không anh? Và nên nhớ rằng hai team này đang ở ngoài vòng bo. Nếu như họ tiếp tục giao tranh với nhau khu vực này thì rất có thể họ sẽ bị lọt vòng bo loại trừ. Lại tiếp tục là một cái bo ủng hộ cho các thành viên team số 10 rồi. Tôi cũng không biết là vì sao nữa. Và họ chọn vị trí quá hay. Thực sự đây là kỹ năng rồi. Đây không phải là may mắn nữa. Không thể nào một đội có thể chọn được một cái vòng bo hay như vậy trong khoảng độ 5 game. 6 game, anh nghĩ là 6 game liền. Họ đã có được những cái vị trí rất là tốt. Trong khi đó thì Tatarian họ rất có thể sẽ mất gấu ở tình huống này. Vâng, đã mất gấu, tiếp tục Momo bị cầu máu xuống rồi. Và bây giờ thì Louis sẽ nổ súng và bắn rất tốt, thực sự. Kỹ năng của anh ta là tuyệt vời. Chúng ta thấy chỉ cần 10 viên thôi, Louis đã cũng có thể làm cho một player khác bị knock rồi. Với một khoảng cách khá là xa. Có lao lên tới từ chim cút và chim cút đánh đuổi các thành viên của bên phía team Wolf Warrior lùi lại. Nhưng mà Loki đã bị bắn knock rồi. Đây là một tình huống mà Box Gaming họ cũng đang khá gượng. Nào, có công lên đến từ vị trí của Chimbu hay không đây? Rồi, Louis đã bị bạo, Louis đã hạ gục được bắp. Thậm chí là hạ gục luôn cả Lộc rồi. Có vẻ khá nhanh gọn nhỉ. Và như vậy là Wolf Warrior dừng chân ở vị trí thứ 13. Chúng ta chỉ còn 12 team nữa thôi. Và vòng bo đang là một vòng bo ủng hộ rất nhiều team số 10. BAP, đồng BAP thì đang có mặt rất gần với các thành viên của team số 1. Team số 1 đang có ý đồ muốn áp sát vào khu nhà này. Gần đó thì cũng có các team số 7 nữa. Make Color. Có vẻ như là các thành viên team số 7 họ quyết định thủ chặt trong khu vực nhà kho này. Họ không muốn di chuyển ra quá nhiều. Nhưng mà quan trọng hơn là họ đang bị bao vây rồi. Với việc bị bao vây như này, nếu như mà vòng bo thu ra bên ngoài thì rất khó để có thể bắn. Trong khi đó thì các thành viên team số 1 họ đã tìm được một lối khác để có thể vào vòng bo. Vẫn đang áp sát vào khu vực nhà kho và các player của bên phía team BAP họ bắt đầu đẩy dần vào rồi. Đang là những pha pre-fire tới từ Hoa Tùy. Chim cút ở đâu đó hạ gục được Mèo Mày. The Mask thì anh ta cũng đã bắn gục được Nam Shin rồi. Có vẻ như trong một cái cuộc đỉnh tay ba giữa team số 1, team số 7 và team số 13 thì vẫn có một người thứ tư chen vào, đấy chính là team số 10.
Vâng, chúng ta thấy là các thành viên team số 10 họ có kỹ năng bắn xa rất là tốt, liên tục những tình huống mà vét mạng ngay sau khi họ đến được những cái vị trí an toàn. Ở đâu đó thì Vẹt đã bắn nốc được Harmony và Cyrus thì lại bắn nốc được Vẹt, và các thành viên của team số 14 họ đang va nhau trực tiếp với Amix rồi. Amix bị nốc mất 3 người. Ở đâu đó thì Kim Chi của Tatarian họ anh đã bị nốc tiếp rồi. Harmony cũng đã đi theo người đồng đội của mình. Một game đấu quá khó dành cho Amix. Bucky có một tình huống ném nét tốt và nốc được Hoa Tùy. Những người đồng đội của Hoa Tùy có đến kịp hay không đây? Nam Q đã bị bắn vào, Nam Xin thì đã ra đi rồi. Rồi smoke vào để có thể cứu người đồng đội của mình. Quay trở lại với team số 14, và team số 14 họ đang liên tục xảy ra nhưng thực sự là đường đạn của Quang không hề chính xác. Mất rất nhiều đạn nhưng không thể hạ gục được ai cả. Nhưng Hùng bắn cực kỳ tuyệt vời và đã nốc được một người của team số 7 rồi. Ở một tình huống nốc được Hoa Tùy. Đang liên tục xảy vào nhưng vẫn chưa thể có được cho mình thêm một điểm. Có vẻ như các team họ sẽ đẩy luôn thẳng vào vòng ngay từ thời điểm này rồi. Bây giờ thì sao? BAP họ nhận thấy đang gặp khó, họ quyết định bỏ chạy rồi. Và Momo, thành viên cuối cùng của Tatarian đã nằm xuống, họ dừng chân lại vị trí thứ 11. Big Das nổ súng ra, họ nốc được 2 người, hạ gục được 2 người của team Crazy Dog. Team béo đã ra đi ở game đấu này. Hồng Kiều bắn lỗi rồi, đó là một tình huống bắn tốt đến từ vị trí của cái đầu lạnh. Tiếp tục là xảy ra cái đầu lạnh, anh ta đang thể hiện một phong độ rất tuyệt vời, nhưng ngay lập tức anh ta cũng bị bắn đông ngay rồi. Đó là một tình huống bắn tốt đến từ các thành viên của team số 14. Chính xác hơn thì đó là một tình huống bắn tốt tới từ Bucky của FFQ. Rồi, tầm thời điểm này là cái thời điểm rất gắt. Chúng 10 ta... team và 34 player còn sống. Superstar bây giờ thì mới nổ súng ra. FFQ lại một lần nữa họ quyết định bắn trực diện đối phương, không ngại ngần gì nữa rồi. Chúng ta thấy từ nãy giờ Bucky được gọi tên rất nhiều lần, liên tục là những cái tình huống mà cân đôi cân ba của team của đối phương. Trong khi đó thì các thành viên team số 14 họ đang có một cái lối di chuyển vòng bo mà không gặp bất cứ sự trở ngại nào cả. Có vẻ như là cái phòng này nó đang khiến cho những cái team như là team số 7 để gặp rất nhiều khó khăn. Di chuyển kiểu gì bây giờ khi máu tụt quá nhiều. Luis ở đâu đó thì cũng đã hạ gục được Ken rồi. Box Gaming vẫn cho thấy được một cái sự nghiêm túc 100% cho game đấu cuối cùng. Cho dù là họ đã, em nghĩ là họ đã đủ điểm để vô địch rồi, nhưng mà họ vẫn đang muốn có thêm cho mình được một trận đấu để khẳng định họ là nhà vô địch tuyệt đối của giải đấu PMCO 2019. Chúng ta thấy là những cái tình huống bắn đến từ vị trí của Chim Cút không thể nào phủ nhận được nữa rồi. Bắn rất hay. Chưa kể những cái tình huống mà di chuyển hợp lý đến từ đội hình của team Box Gaming. Vâng, Crazy Dog thì bây giờ họ đã lựa chọn một con đường khác để có thể di chuyển vào vòng, không va chạm với bất kỳ đội nào nữa. Họ đang rất muốn có cho mình một thứ hạng cao để giúp họ đủ điểm có mặt trong top 5. Và quay trở lại với cả team số 9, 14. 14 thì họ còn lại cho mình 2 người khả năng chiến đấu. Ở team số 9 họ đang cố gắng lựa chọn cho mình một vị trí an toàn. Không, thật ra họ đang muốn kiếm một cái vị trí để có thể di chuyển vào sát vòng bo hơn. Bởi vì cái vị trí của họ rất khó để có thể di chuyển vào trong vòng bo mới. Đó là khu vực núi, rất khó để di chuyển lên. Và chỉ trong một cái khu vực bé như này thôi, chúng ta thấy là có đến tận 4 team. Và GE cùng những người đồng đội vẫn đang đẩy vào rất mãnh liệt. Có vẻ như các team còn lại cũng sẽ va nhau trước khi mà Box Gaming gọi lên tiếng. Vừa nói dứt câu cái thì Loki bắn gục một người, Luis tiếp tục bắn gục một người nữa. Crazy Dog họ cũng đã mất chiều bởi một tình huống mà Ken anh ta xử lý tốt. An của bên phía team Ayusuke cũng đã phải gặp các thành viên của Box Gaming và có vẻ như An cũng bị confirm mạng luôn. Box Gaming là thi đấu quá tuyệt vời. Superstar vừa mất đi Macro với một tình huống ném Molotov tốt đến từ vị trí của rồng. Tuy nhiên là chiều đã bị kết thúc mạng bởi Playzone rồi. Vẫn còn 5 team, 15 player còn sống nhưng Box vẫn đang thể hiện sức mạnh hủy diệt của mình. 18 kill cho họ rồi, quả nết chính xác tới từ Quang. Vẫn tiếp tục là Luis đẩy lên. Vâng, có vẻ như Box Gaming họ đang muốn tấn công toàn bộ vào khu nhà này. Vâng, vòng đã rất bé rồi, chỉ còn 3 team với 12 player còn sống thôi. Chim Cút tiếp tục nốc được một người nhưng anh ta cũng đã bị bắn gục. Loki cùng với một người nữa, đấy là Luis đẩy lên. Loki bị bắn gục rồi. Chỉ còn lại duy nhất một mình Luis thôi. Rất căng thẳng, trong khi đó thì Raybit anh ta vẫn đang cố gắng cứu từng người một. Superstar với đầy đủ 4 thành viên của mình.
Họ mới chỉ có 2 kill thôi nhưng họ có cơ hội có top 1 trong trận đấu này. Một game đấu mà Superstar họ quyết định thi đấu bằng toàn bộ sức lực của mình. Nhưng Luis vẫn đang xử lý quá tốt các thành viên của Xtreme. Họ bắn cúp được Luis rồi. Và GE thì lại khiến cho các thành viên của Xtreme nằm lại rất nhanh. 2 team và 8 player còn sống. Và bây giờ sẽ là cuộc cạnh tranh trực tiếp giữa Superstar và team số 16 rồi. Liệu có thể đẩy vào được hay không đây? Các thành viên của bên phía team Superstar, lượng máu của họ còn rất nhiều. Superstar họ đang rất cần điểm để có thể vào được top 5. Vâng, liệu rằng Superstar họ có thể lội ngược dòng thành công không? Họ đang là đội có số điểm ít nhất trong top các đội bám đuổi vào top 5. Chính xác, họ đang đứng ở vị trí thứ 11. Họ rất cần top 1 trong game đấu này. Superstar vẫn đang tập trung tuyệt đối cho game đấu cuối cùng. Và nên nhớ rằng đối thủ họ vào thời điểm này đó chính là Xavier, một đội team mà đang có cho mình đó chính là top 4. Xavier team họ vẫn đang rất cẩn thận, có lẽ họ cần thời gian để có thể phục hồi sau một cái màn bắn nhau với Box Gaming. Vòng vòng bắt đầu co dần vào rồi, Superstar họ đang kê ở rất nhiều hướng, còn Xavier thì đang thụ động ở trong một căn nhà. Rõ ràng lợi thế thuộc về Superstar. Và bây giờ thì sao, các thành viên Xavier họ đã hồi được máu lên rồi. Những quả nến liên tục được giã thẳng vào vị trí của bên phía team số 16. Superstar họ đang có lợi thế rất nhiều về mặt tầm nhìn. Quyết định tàn lẻ đội hình ra để có một cái tầm nhìn lợi thế nhất trong cái game, trong cái tình huống giao tranh này. Bắt đầu đã có những tiếng súng rồi, bên phía team Superstar hình như họ đã mừng tượng ra được vị trí của các thành viên team số 16. Một tình huống đẩy lỗi đến từ vị trí của Đức rồi. Và Marco đã bắn tốt trong cái pha vừa rồi. Tiếp tục rất căng thẳng, các thành viên của Superstar họ mới chỉ có 2 kill thôi. Nếu như họ có thể gạt gió toàn bộ đội hình của bên phía team số 16 thì họ sẽ có thêm cho mình tới 4 điểm nữa. Rất quan trọng. Nào, sẽ phải làm gì bây giờ? Xavier họ cũng bắn rất cẩn thận, họ không vội vàng một chút nào cả. Họ đang câu giờ để khiến cho cái tâm lý nôn nóng của các thành viên bên phía team Superstar nó bộc phát ra và có thể sẽ mắc sai lầm. Những quả nết bắt đầu được trả ra rồi. Đức trông có vẻ là sẽ chết trong tình huống này rồi khi vòng bò bắt đầu thu vào. Không, Đức không. Đã được cứu rồi và bên phía team Xavier họ sẽ đẩy vào bên trong này. Bây giờ sẽ là cuộc chiến của Smoke nào. Liệu ai sẽ là người xuất sắc hơn? Ravid đang mở được một góc xa bên ngoài và Superstar họ mất vai rồi. Tiếp tục là một pha bắn này tới từ Ravid. Macro đã ra rồi. Tên của bị hạ gục. Leon một mình anh ta sẽ phải đấu với quá nhiều người và đó là top 1 dành cho Xavier. Xavier, họ là những người lên ngôi trong trận đấu cuối cùng của chúng ta. Với vị trí top 1 này thì có vẻ như là họ cũng đã là một trong những người chắc suất được đi Thượng Hải trong tháng 6 này, tháng 5 này. Chính xác, đó có lẽ là một trong những cái round thi đấu mà Xavier team họ đã dồn toàn bộ cái sức lực của mình vào rồi. Và có vẻ như là Superstar họ đã thức tỉnh quá muộn. Không, họ đã thức tỉnh quá muộn trong giải đấu này.